nếu như bạn là một fan của phim điện ảnh thì những cái hiệu ứng nổ tung như thế này sẽ làm chúng ta nhìn rất là bắt mắt lúc trước để mà làm những cái hiệu ứng này bạn phải học rất là nhiều thứ từ kỹ thuật dựng ảnh làm phim tới các kỹ thuật mà làm hiệu ứng rất là nhiều thứ và học đó rất là mất thời gian ha nhưng mà bây giờ với công cụ ai này bạn có thể làm nổ tung tất cả mọi thứ chỉ bằng một hình ảnh và chúng ta có thể sử dụng nó trong công cụ ai này và chúng ta có thể biến nó trở thành nổ tung ha hoặc là nghiền ép cái sản phẩm đó hoặc là bóp nát sản phẩm đó làm rất là dễ dàng anh chị chỉ cần một hình ảnh và một con cụ ai chúng ta sẽ làm rất là dễ dàng nhé ok bây giờ thì let's go Picalas đã cho ra mắt một cái phiên bản 1.5 thì bản 1.5 này nó là cải tiến khá là nhiều về chất lượng so với bản 1.0 lúc trước Picalabs là một trong những công cụ tiên phong trong vấn đề mình làm video AI hả anh chị? Từ hình ảnh hoặc là từ văn bản. Họ đã có rất là lâu rồi. Từ cái thời điểm mà Runway Gen 2 đã đã ra mắt thì Labs họ đã ra mắt trước đó nữa nhưng mà Labs họ quá lâu cập nhật đi họ đã không có cập nhật theo kịp cái tiến độ phát triển của các công cụ AI để sau này khi các công cụ mới ra mắt ví dụ như Curling AI nè hoặc là Luma AI hoặc là Runway Gen 3 đó là chiếm mất thị phần rất là nhiều ha thì ngay thời điểm này Labs đã ra mắt một cái phiên bản là 1.5 thì phiên bản 1.5 này nó có khá là nhiều điều hay mà mình có thể xem và mình có thể làm được cho anh chị ha phiên bản 1.5 này chúng ta có những cái gì ví dụ như trong đây chúng ta sẽ thấy một số cái demo ha ví dụ như hình đồ chơi con vịt này nè đó, nó bị nghiền nát bởi một cái vật thể này ha hoặc là một cái đám mây này chẳng hạn đi thì người ta cũng bóp nát cái đám mây này ha đấy hoặc là một cái con người ở đây đi thì nó cũng sẽ tan chảy như thế thì bản bicalab 1.5 này nó sẽ có một số cái tính năng nó bổ sung thêm mới như vậy đồng thời nó cũng hiểu cái phần room này hơn ha ví dụ như anh chị có thể thấy ha, cái phần mà đưa hình ảnh vào đây á, thì nó sẽ hiểu rõ hơn cái phần room chúng ta thì mình sẽ test thử một số tính năng ở trong cái bản 1.5 này nó sẽ ra như thế nào hả anh chị khi mà anh chị đăng nhập vào BK Lab này á, thì chúng ta sẽ có một cái phần giống như thế này anh chị sẽ thấy ha ở đây nó sẽ có một số cái hiệu ứng nó gọi là BK Effect ha chúng ta bấm vào BK Effect thì nó sẽ hiển thị lên đây ha còn nếu mà chúng ta muốn upload hình ảnh chúng ta lên ấy, thì chúng ta bấm vào đây thì nó sẽ upload hình ảnh chúng ta lên. Cái phần BK Effect này là cái phần này hay nè, mình sẽ nói trước nè. Khi mà chúng ta bấm vào phần BK Effect này thì nó sẽ hiển thị ra một số cái mẫu mà chúng ta có thể chọn. Ví dụ như đây nó có một số cái mẫu nè, Inflate X nè, tức là thổi phồng lên một cái vật thể. Melt X nè là sẽ làm cho vật thể đó tan chảy ra. Deflate X nè là làm cho nó nổ tung hoặc là Sweet X nè, tức là sẽ bóp nát nó process là nghiền nát nữa, ha. Còn cái phần mà khay ít nè thì nó giống như cái việc mà cắt một cái vật thể nhưng mà bên trong sẽ thấy cái một cái bánh ha. Đây là một số cái chuyển động và một số cái hiệu ứng rất là đẹp anh chị. Hiện tại các công cụ AI khác họ cũng có thể làm được như thế này nhưng mà chúng ta sẽ cần phải mô tả cũng khá là chi tiết ha. Phần prompt nó cũng sẽ cần mô tả khá là chi tiết. Tuy nhiên ở trong Piclaabs này họ sẽ cho chúng ta sẵn như thế này luôn. Và mình nghĩ chắc là sắp tới họ cũng sẽ cho chúng ta nhiều hơn nữa chúng ta có thể sử dụng được ha. Rồi ok bây giờ chúng ta sẽ thử ví dụ như cái tính năng đầu tiên là Inflate it ha xem cái thử nó có hoạt động thật hay không ha chúng ta nhấp vào đây thì nó sẽ ra như thế này ha và chúng ta đưa cái phần hình ảnh chúng ta lên ví dụ như mình muốn một cái vật thể nào đó nổi phòng lên chẳng hạn ví dụ như mình cho một cái hình người này đi đây là hình ảnh mình tạo trong mấy Sony ha và mình muốn cho cái cô gái này nổi phòng lên chẳng hạn thì mình chỉ cần chọn cái hiệu ứng nè và mình chọn cái hình ảnh ha anh chị cũng có thể gõ thêm ở đây một số cái từ khóa ví dụ như chúng ta mong muốn như thế nào á thì chúng ta cũng có thể gõ vào đây điều chỉnh cái phần rung này cụ thể hơn ha còn nếu không thì chúng ta chỉ cần chọn cái hiệu ứng Inface ha thì nó sẽ hiển thị ra như thế này và chúng ta chỉ cần upload hình ảnh này lên thôi sau đó chúng ta sẽ bấm vào Generate ha thì nó sẽ Generate nó sẽ tạo ra cho chúng ta cái phần hình ảnh này nó nằm trong một library ha anh chị chúng ta sẽ đợi xem kết quả như thế nào ha trong thời gian đợi thì mình sẽ thử hết những cái tính năng còn lại để chúng ta thử xem kết quả nó ra như thế nào nhé ví dụ như cái hiệu ứng thứ hai là cái hiệu ứng mà tan chảy ha thì chúng ta sẽ chọn vào phần tan chảy này mình đưa một cái hình ảnh lên ví dụ như mình sẽ cho cái hiệu ứng tan chảy này đối với một cái vật thể này chẳng hạn mình sẽ cho cái con vịt này nó tan chảy ra bấm vào generate ha để chúng ta sẽ bấm generate hết để chúng ta xem kết quả như thế nào anh chị phần mà nổ tung này đi mình sẽ chọn thử như thế này rồi sau đó chúng ta sẽ đưa hình ảnh này lên ha đó là một đôi giày nai mình sẽ bấm vào đây đây là hiệu ứng mà bóp nát một vật ha đây những hiệu ứng nếu mà nó có sẵn như thế này thì chúng ta sử dụng nó cũng khá là nhàn anh chị bởi vì khi mà nó có sẵn những hiệu ứng như thế này thì chúng ta không có cần phải mô tả quá chi tiết ha và nó đã được trend ở trong Bicalas bản 1.5 nữa nó đã được trend chính xác như thế này rồi thì chúng ta chỉ cần chọn cái hiệu ứng đó thôi thì nó đã ra được kết quả chính xác cho chúng ta rồi đấy nó rất là đơn giản thôi không có gì khó trong cái vấn đề mà sử dụng này hết thì những cái hiệu ứng này nó áp dụng trong cái việc gì ví dụ như khi chúng ta tạo video nó sẽ có một số cái phân cảnh mà phân cảnh đó nó cần của cái hiệu ứng ví dụ như cái hiệu ứng mà bay lơ lửng lên á hoặc là những hiệu ứng giống như nổ tung á thì thường là anh chị làm phim ảnh á anh chị làm những video mà dạng phim ảnh á thì nó cái hiệu ứng nó rất là nhiều, đặc biệt là phim hành động ha, thì cảnh mà nổ tung này kia đó rất là nhiều. thì thay vì chúng ta sử dụng những cái AI khác, ví dụ như Runway hoặc là Kolin AI chúng ta mô tả cái lệnh, đó, thì trong Bicollab họ cũng đã nhận ra được cái nhu cầu đó và họ cũng đã tạo ra được những cái hiệu ứng như thế này. hiện tại thì Bicollab cũng đang khá là yếu thế so với một số cái công cụ AI khác. tuy là họ ra mắt trước, họ chiếm lĩnh cái thị trường trước, họ đã ra rất là sớm rồi. Thời điểm cỡ như 2022, 2023 là họ đã ra mắt thị trường rồi, nhưng mà họ rất là chậm chạp trong cái việc mà cập nhật. Thành ra các AI khác họ vượt mặt ha. Ví dụ như Runway sau này họ ra mắt cái phiên bản Runway Gen 3, Clean AI cũng vậy, hoặc là Lumalabs cũng vậy. Bây giờ rất là nhiều công cụ rồi. Thì Biclap có vẻ là họ sẽ khó mà có thể cạnh tranh được với một số công cụ khác lắm. Đây là một số kết quả chúng ta đã nhận được ha. Ví dụ như cái hiệu ứng mà khi chúng ta dùng để mà cắt bánh đây mình đưa hiệu ứng cắt bánh lên thì nó ra kết quả giống như thế này chị sẽ thấy ha đây là cái trái cherry và chúng ta dùng cái hiệu ứng cắt bánh thì nó sẽ cắt cái trái cherry này ra và bên trong nó là một cái bánh ngọt ha đấy cũng nhìn cũng khá thú vị ha anh chị đó cái hiệu ứng cũng khá là đẹp ha rất là hoàn chỉnh ha đây một số kết quả chúng ta đã có ha ví dụ như lúc nãy là chúng ta cho cái hình ảnh này là thổi phòng lên nó thì nó ra hiệu ứng như thế này ha nhìn cũng khá là đẹp anh chị nó cũng rất là thực tế ha đây còn hiệu ứng này là hiệu ứng tan chảy ha đấy nó nó tan chảy hết thì nó sẽ còn cái phần bách rau bên trong thực tế nếu mà á, họ làm đúng và họ đầu tư đúng mức vào đây á, thì họ sẽ giành lại cái thị phần của các công cụ AI khác rất là nhanh bởi vì họ có một cái nền tảng rất tốt rồi như mình nói lúc nãy á, là họ là bên tiên phong để mà làm AI về video từ hình ảnh sang video hoặc là từ văn bản sang video ha mình cũng thấy khá là tiếc so với Bika thời điểm qua do là họ không có phát triển kịp thời so với các công cụ ai khác ha. đấy một số cái hiệu ứng lúc nãy nè, hiệu ứng này thì lúc nãy mình cho nó nghiền nát anh chị, rất đẹp ha. đây là cái hiệu ứng nổ tung ở trong Bika Lab ha anh chị, nhìn cũng rất là hợp lý ha, chúng ta nhìn cũng khá là đẹp ha. ok anh chị, đó là một số cái dạng hiệu ứng ở trong đây. Còn nếu như ví dụ như chúng ta viết cái phần rum để chúng ta có thể tạo những cái hình ảnh ở trong đây, ở trong cái bảng mà 1.5 á Thì nó có ra kết quả tốt cho chúng ta hay không Ví dụ như bây giờ chúng ta không chọn hiệu ứng mà chúng ta sẽ cho là cái phần hình ảnh thôi Ví dụ như mình sẽ cho một cái hình ảnh của một đứa bé này đi Mình sẽ cho nó là ví dụ như đi bộ trong khu rừng đi Thì để xem cái độ mượt mà mà nó di chuyển cho cái tấm hình đó nó sẽ như thế nào ha trong tài khoản free này thì chúng họ cũng cho phép chúng ta sử dụng một số hình ảnh như thế này thời gian tạo thì cũng khá là nhanh đó. để mình xem cái thời gian sau thì có thể là nó sẽ lâu hơn chẳng hạn thì lúc đó chúng ta không biết nhưng mà hiện tại thì nó cũng đang khá là nhanh ha đó là một số cập nhật ở trong Bicalab phiên bản 1.5 này cùng với một số cái hiệu ứng như thế này thì anh chị có thể áp dụng vào và chúng ta có thể làm những đoạn video ha đối với mình á mình thấy là những cái hiệu ứng mà được sắp xếp sẵn ở trong cái Bicalab này á thì thời gian tạo video nó khá là nhanh còn khi mà chúng ta gõ một cái phần văn bản không không sử dụng hiệu ứng và cùng với kết hợp với cái một hình ảnh thì có vẻ là thời gian tạo nó sẽ lâu hơn rất là nhiều đây cũng có thể là một trong những hạn chế của Bika Labs thời điểm hiện tại đó là Bika AI một công cụ AI rất mạnh trong việc tạo các hiệu ứng từ hiệu ứng bay bổng hiệu ứng nổ tung hoặc là các hiệu ứng khác như trong video mình đã chia sẻ anh chị với cái AI này thì chúng ta ai cũng có thể trở thành những nhà làm phim thực thụ ha chúng ta chỉ cần một hình ảnh và chúng ta đưa vào công cụ này công cụ này sẽ làm tất cả mọi phần việc còn lại anh chị nếu như anh chị thấy hay thì anh chị cho mình một like một subscribe video này nhé và anh chị có thể xem được rất là nhiều video ở trên channel nghề cục sở của mình channel mình nó thì chuyên chia sẻ cái kiến thức về ai cũng như là áp dụng cái kiến thức đó vào thực tế vào việc xây kênh và việc làm video ai rất là nhiều thứ anh chị tuấn cũng có một khóa e learning về ai để cho anh chị có thể bắt đầu từ số 0, từ chưa biết gì về ai cũng như là chưa biết gì về tiếng anh chúng ta có thể học và chúng ta có thể tìm hiểu các kiến thức ai này áp dụng thực tế vào công việc của cuộc sống như thế nào ha anh chị có thể tìm hiểu thêm cái khóa ai của mình ở đường link ở dưới mô tả nhé rất là cảm ơn chị đã theo dõi video này và chúng ta sẽ gặp lại vào những video tiếp theo trên channel nghề công sở